Chào quý vị và bạn và chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại Hoàng Hà Channel. Video ngày hôm nay sẽ là một video đặc biệt hơn những video trước khi mà chúng ta có hai reviewer cùng xuất hiện trong một khung hình. Mình là Việt và đây sẽ là anh Minh. Mọi người đã quá quen với anh rồi, mở hộp rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về một vấn đề mà gần đây đang rất là nổi cộm. Đó là cái việc mà Google đã nghỉ chơi Huawei. Cái vấn đề này như nào chúng ta sẽ làm rõ trong video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu nào. Đầu tiên ấy, thì em có muốn có một cái câu hỏi dành cho anh. Đó là cái việc mà Huawei bị cái lệnh cấm từ Google cho anh đã đọc. Anh đọc quá nhiều đúng không? Vậy thì anh có ý kiến gì về cái lệnh cấm này? Và theo như anh thì anh phát biểu cái cảm nghĩ của anh về cái lệnh cấm này. Ok, thực ra thì không phải là một lệnh cấm đến từ Google, mà nó là lệnh cấm đến từ chính quyền, hay có thể nói cụ thể ra mà bây giờ người Trung Quốc đang vin vào ấy, đó chính là ông Trump, Donald Trump á. Thì nó không chỉ cấm đơn thuần là Google giao tiếp và buôn bán qua lại với cả Huawei, mà còn một số hãng khác như là Qualcomm này, Intel này, rồi Broadcom, đúng không? Đó. Thì đó là những cái đơn vị gọi là những cái doanh nghiệp rất là lớn và mang lại kinh tế rất là lớn cho chính quyền của Mỹ. Và những cái ảnh hưởng đến từ cái lệnh cấm này thì chắc hẳn là ai trong chúng ta mà yêu thích công nghệ thì cũng đều đã thấy, và kể cả Việt thì cũng thấy rằng là mới gần đây thôi thì dân tình đã náo loạn lên và gần như là mất tin tưởng vào cái sản phẩm mình đang sử dụng hay là mình định mua. Bên cạnh đó thì mới ngày hôm qua bắt đầu xuất hiện những cái thương lái, những cái tay buôn mà thực sự là phải gọi là thừa lỗ ngực thả câu ấy. Họ kiểu tự dìm giá xuống để có thể cho những cái người mà không hiểu biết và không lo sợ về tương lai lại bán máy đi với giá rất rẻ. Ngoài ra thì những cái điều mà sẽ còn ảnh hưởng đến Huawei nữa, đó chính xác sẽ là chiến lược trong tương lai của họ. Khi mà đang gọi là trời yên biển lặng thì bây giờ lại nhận phải một cái sóng gió rất lớn. Tuy rằng thì Huawei cũng là một trong những hãng sản xuất mà mình phải thấy rằng là họ có tầm nhìn rất là lớn. Tại vì sao mà họ có thể bây giờ đứng thứ hai về thị phần? Thì đương nhiên rồi, bộ máy lãnh đạo của họ đã rất là giỏi, mình công nhận điều đấy. Và chính vì vậy nên là năm 2018 thì Huawei đã biết trước cái điều này khi mà họ có cái thông tin là ZTE cũng đã bị Mỹ cấm đó. Thế nên là họ đã tự chuẩn bị cho mình một cái nền tảng để có thể đối phó việc này bằng việc là mua trước linh kiện đủ để dùng. Nếu mà tính từ thời điểm này thì là, theo mình nhớ là khoảng tầm 3 tháng. Thì 3 tháng là khoảng thời gian mà Huawei có thể dùng để sản xuất, đàm phán là một này, hai là tạo ra một cái hệ điều hành cho riêng mình, và ba là tạo cho một con chip riêng mình. Thực ra thì bản thân Huawei bây giờ cũng dùng con chip Kirin, đúng không? Rồi. Là một con chip của bản thân họ rồi, nhưng mà trong con chip đấy vẫn có nền tảng của Qualcomm. Thì tương lai thôi thì mình nghĩ là Huawei 3 tháng này họ sẽ phải làm rất gấp rút để có thể sao mà phát triển con chip một mình tự làm được này, rồi phát triển ra một hệ điều hành. Hình như là em có biết là người ta có nói đến một hệ điều hành. Em có nghe thấy là tên Huawei có làm một hệ điều hành, nhưng mà nó mới chỉ gọi là thai nghén thôi, đúng không? Thai nghén thôi. Thấy là làm từ năm 2012 thì hệ điều hành Honor, một cái tên mà mình nghĩ là chắc là nếu mà public để mà worldwide thì nó sẽ phải đổi tên cái hệ điều hành nó hơi Anh hơn một chút. Câu hỏi thứ hai mà em muốn hỏi anh, đó là cái việc mà Huawei thì là bản thân là một hãng sản xuất đến từ Trung Quốc, thì liệu rằng cái lệnh cấm này nó có ảnh hưởng đến các cái hãng sản xuất tới từ Trung Quốc như là Xiaomi này, rồi là Oppo hay các thứ không? Thì thực chất mà nói thì mình đã lo sợ cái việc đấy. Nhưng mà sau khi mà có tìm hiểu ấy, thì tại sao Huawei lại là đơn vị mà bị Trung Quốc cấm vận chứ không phải những hãng khác? Thì thực ra là Huawei trước đây đã dính phải một cái vụ mà lùm xùm gây khó chịu cho Trung Quốc. Đấy là liên quan đến cái việc cung cấp công nghệ về cái mạng viễn thông modem 5G. Đó, kiểu như rằng là Trung Quốc cố tình làm như thế để có thể đi trước Mỹ về cái công nghệ 5G ấy. Thế nên là gần như đây là một lệnh trừng phạt trực tiếp vào Huawei khi mà đã cung cấp cho không cung cấp cho Mỹ, khiến cho mọi việc nó trở nên căng thẳng hơn. Còn đối với những cái hãng mà như kiểu là Xiaomi, Honor, các thứ Oppo ấy, thì mình cảm giác là nó chưa đạt đến cái độ mà để Mỹ phải động tay vào. Mình có nghe được thông tin thôi, mà thực ra là hãng nào cũng sẽ có cái thông tin đấy, nhưng mà có vẻ như là Mỹ có một cái vài bằng chứng gì đấy. Đó là những người dùng, kể cả từ Mỹ hay là ở quốc tế, khi mà sử dụng những sản phẩm Huawei thì bản thân họ đã thu thập dữ liệu người dùng và bán lại cho chính phủ của mình. Trung Quốc thì có một cái là bất kể bạn là ai, khi mà chính phủ đã yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin. Vậy nên là Huawei khi mà có cái thị phần người dùng trên thế giới nó rất là rộng như thế, đặc biệt là ở Mỹ cũng khá là được yêu thích. Thế nên là đấy là lý do tại sao mà Mỹ muốn chặn cái đường này đi. Ngoài Huawei ra thì cũng có một cái số hãng khác mà sẽ bị chịu ảnh hưởng. Ví dụ như là gần đây nhất, mới hôm qua mình đọc một thông tin rất là hay và bản thân mình cũng rất là hơi lo ngại cho cái hãng nhãn hàng đấy, đó là DJI. Nếu mà bạn nào mà quay dựng này, đấy, bạn nào hay quay dựng hay chơi những cái thứ như kiểu là flycam sẽ biết đến DJI. DJI thì những cái phantom cam, những cái đấy là sản phẩm đến từ DJI. Và DJI thì mọi người không biết thì trụ sở của nó đặt ở Trung Quốc và nó gần như là công ty của Trung Quốc. Và mới gần đây thì Mỹ đã ban lệnh là cấm hoàn toàn DJI được bay, những cái sản phẩm đến từ DJI được bay trong cái khu vực liên quan đến quân sự, đến các thứ nọ kia, bởi vì là Mỹ có cáo buộc phía DJI là đã cung cấp thông tin về hình ảnh, về địa lý cho Trung Quốc, về phía chính phủ Trung Quốc. Đó thì bạn thấy đó, DJI tại sao mà lại là một hãng mình phải nói là rất lớn, bởi vì về thị trường flycam thì nó chiếm 74% thị phần. Thực sự là một con số khủng khiếp khi mà một nhãn hàng chiếm 74% thị phần của flycam. Đó là lý do tại sao mà Mỹ một lần nữa lại sờ tay đến. Chỉ sờ tay đến những ông nào thực to và thực sự là có kiểu bằng chứng, có những cái kiểu tài liệu về việc rằng là bán thông tin, cho đưa thông tin cho chính phủ, chính quyền. Đó là tại sao mà Mỹ là một người mà phải nói là đánh kiểu đánh cho bõ ấy. Đó, đấy là mình, nên là mình nghĩ là những bạn mà dùng những sản phẩm khác thì không phải lo, yên tâm đúng không? Thời điểm này thì tạm thời là chưa phải lo. Còn tới đây nếu mà cái cuộc chiến này mà nó có leo thang lên nữa thì sẽ phải lo hơn. Nhưng mà mình nghĩ là những cái này nó chỉ đơn thuần là lệnh trừng phạt với nhau để có thể dọa nạt nhau, để có thể đưa nhau lên bàn đàm phán với những cái lợi thế sẵn có, thế thôi. Đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ 3, đó là cái việc lệnh cấm này liệu rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cái sản phẩm Huawei bán trên toàn cầu nói chung và thị trường nội địa Trung Quốc nói riêng. Thì anh Minh sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi này. Thì có lẽ là mình sẽ nói về thị trường Trung Quốc trước đi. Có việc này ấy, thì thậm chí là phải nói không ảnh hưởng gì đến thị trường Trung Quốc cả, mà lại còn giúp cho thị trường Trung Quốc bán được đắt giá máy Huawei hơn bao giờ hết. Bởi vì sao? Từ trước đến nay thì bản thân cái thị trường Trung Quốc ấy chưa bao giờ được tiếp cận và chưa bao giờ được dùng những cái thứ đến từ phía Google cả. Thay vì YouTube, Gmail, Google thì họ có những cái như là Baidu này, Youku này, hay là QQMail, là những cái thứ mà hoàn toàn thay đổi về phía của họ. Hay là thậm chí là tải app thì nó cũng không có một cái store nào điển hình như là Play Store, mà nó có rất nhiều các store đến từ các nhà sản xuất khác nhau. Và người Trung Quốc đã rất là quen thuộc với cái cuộc sống không Facebook, không Google, không YouTube rồi. Vậy nên là phải nói rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến thị trường của nội địa. Hơn thế nữa, tại sao mình nói là nó phát triển hơn? Bởi vì sau cái thương vụ này ấy, thì kiểu người Trung Quốc cảm thấy rằng là hơi bị xúc phạm. Và đấy là điều khiến dẫn đến cái làn sóng họ biểu tình, họ tẩy chay những cái sản phẩm đến từ phía Mỹ, iPhone, điển hình là iPhone. Thậm chí là những cái hàng quán họ còn treo băng rôn luôn là nếu mà người Mỹ thì chúng tôi tính tiền gấp đôi. Đó, đến mức như thế thì mình phải hiểu rằng là cái làn sóng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về kinh tế nó đang rất là căng. Còn về thị trường quốc tế thì chúng ta đều có thể biết được rằng là sẽ gặp khó khăn nếu mà không có những cái thứ đến từ Google. Bản thân có nhiều người dùng đến từ phía fan Huawei chẳng hạn hay là gì đấy thì họ vẫn rất là như này, gọi là tin vào tương lai tươi sáng, là ok. Không ấy thì cũng giống như là bây giờ mình mua bản sách tay về, xong mình cài ROM tiếng Việt, rồi mình cài Play Store rồi các thứ và sử dụng những cái app rất là bình thường. Nhưng mà chắc cả Việt biết là ngoài những cái đấy thì Google Service nó còn kèm những cái gì đó đúng không? Em muốn nói chi tiết hơn một chút về cái dịch vụ Google ấy, Google Service ấy. Thì đó là nó không chỉ đơn thuần là chúng ta sử dụng Gmail này hay là YouTube hay là bất kể các cái app mà chúng ta dùng hàng ngày đâu, mà nó còn ăn rất là sâu vào hệ điều hành nữa. Ví dụ như kiểu Android ấy, thì nó vốn là một cái mã nguồn mở, thì các hãng Trung Quốc này có một hệ điều hành riêng. Tuy nhiên thì nó vẫn chạy trên một cái service của Google, nghĩa là các bạn kích hoạt máy ấy, đăng nhập vào một cái tài khoản Google thì các bạn sẽ kích hoạt máy và nó sẽ gửi mail là ví dụ như kích hoạt máy trên đó, cái chiếc điện kích hoạt gì, máy trên Mi 9 này hay là P30 Pro này gì đó. Thì đó chính là cái xác minh của Google đối với cái chiếc điện thoại này. Còn khi mà Google dừng cái dịch vụ này ấy, thì nghĩa là bạn phải cài chui cái dịch vụ Google Play, Google CH Play hay là Google Service, nghĩa là các bạn phải cài chui hoặc làm cách nào đó để vượt qua được cái xác nhận này của Google. Hoặc cả một cái ROM kiểu hack đúng không? Em nghĩ là có đấy, nhưng mà tương lai thì không biết thế nào được, vì Google có cấm hay không thôi, bởi vì iOS đóng như thế vẫn còn jailbreak được cơ mà. Đấy. Thì cho nên là chúng ta cũng phải đợi tương lai để xem là Google, cái động thái Google đối với Huawei như thế nào. Câu hỏi tiếp theo ấy thì đó là cái việc Huawei đã bị cấm như này thì theo anh tương lai của hãng sẽ như thế nào, khi mà ZTE thì cũng đã từng bị cấm và một thời gian sau thì Mỹ lại mở lại cho ZTE. Và còn Huawei thì không biết liệu là có được may mắn như vậy không. Cá nhân anh thì vẫn có một niềm tin rằng là hiện nay thì thế giới chúng ta đang được xây dựng trên cái nền tảng hòa bình, và nó sẽ không đẩy mọi chuyện nó lên một mức nó gọi là quá căng thẳng, mà nó sẽ luôn cho nhau một cái đường lui, một đường sống. Bản thân như ZTE là mới năm 2018 vừa rồi thôi, tức là rất gần, cũng bị cấm từ phía Mỹ, nhưng mà chỉ sau đấy vài tháng lại được hoạt động trở lại một cách bình thường. Vậy nên là tương lai của Huawei mình tin rằng là vẫn sẽ có thể quay trở lại thị trường một cách bình thường, và Mỹ sẽ sớm thôi trả lại những gì vốn có của Huawei, chứ không cấm đến tiệt đường. Bởi vì nếu mà chỉ đơn thuần là Google nhá, là dịch vụ trên điện thoại này, Qualcomm thì là dịch vụ trên con chip này, Intel thì là dịch vụ trên con chip của những chiếc máy laptop đó, laptop đến từ Huawei, hay Broadcom thì liên quan đến băng thông, truyền thông, các thứ nọ kia. Vậy nên là nó quá nhiều, chẳng lẽ người ta, anh không nghĩ là nó sẽ bóp chết luôn một doanh nghiệp như thế. Nhưng mà mình tin, bản thân mình tin Huawei sẽ làm được. Cuối cùng thì em muốn hỏi là anh có lời khuyên gì dành cho những người mà đang sử dụng máy Huawei, hay những người có ý định mua những chiếc P30 hay P30 Pro chẳng hạn? Các bạn đều có thể tự nhận biết được rằng là thị trường hiện nay nó không phải tốt cho việc mua bán điện thoại Huawei, bởi vì các bạn sẽ bị dìm giá đi rất là nhiều. Và hơn thế nữa thì là thậm chí còn đến 3 tháng để dành cho Huawei có thể gọi là thương thảo với là Trung Quốc, thương thảo với Mỹ. Vậy nên là chúng ta nếu đã quyết định lựa chọn sử dụng những sản phẩm Huawei thì chắc chắn là các bạn thích nên các bạn mới mua, đúng không? Vậy thì hãy cứ tiếp tục sử dụng những sản phẩm đấy của mình một cách thực sự là thoải mái đi, bởi vì là hiện nay những cái sản phẩm đấy vẫn chưa có ảnh hưởng gì cả, vẫn chưa có bị khóa hay gì, dùng mọi thứ vẫn như bình thường. Vậy nên là kể cả thời điểm này các bạn có mua mà các bạn tìm được gọi là gì tốt mà kiểu giá tốt ấy, mua luôn không phải nghĩ. Còn nếu mà thực sự các bạn lo lắng về việc này và các bạn nghĩ rằng là đấy thì hãy an bình bất động, cứ tạm thời sử dụng cái chiếc điện thoại mình đang sử dụng đi đã đó, còn không thì chuyển thôi. Em định dừng cái video tại đây rồi, nhưng mà tối hôm qua em vừa đọc được một cái tin nó còn hot hơn cái tin anh em tổng hôm qua nữa, thế nên là cho vào luôn cho đầy đủ, đúng không? Để cho cái video này nó đầy đủ hơn một chút. Đó là cái việc là ARM đã ngừng hợp tác với Huawei. Theo như chúng ta đã biết thì ARM là một cái kiến trúc vi xử lý có trên rất nhiều cái vi xử lý hiện nay, như kiểu là Qualcomm này, Apple đấy, rồi là chính cái vi xử lý Kirin của Huawei cũng đang chạy trên cái tiến trình ARM này. Vậy thì đây là một cái đòn giáng rất là mạnh đến Huawei. Và theo như anh ấy, thì anh có ý kiến gì? Bởi vì là cái việc phát triển một cái vi xử lý nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Thực sự là hôm qua ấy, khi mà anh em nói chuyện với nhau trước cái buổi quay tiếp theo này thì anh vẫn còn cảm thấy khá lạc quan, nhưng mà công nhận là Mỹ đánh kiểu triệt để. ARM tuy rằng nguồn gốc công ty là một công ty Anh, nhưng mà cũng đằng sau đấy là có một bộ máy cũng như sử dụng công nghệ đến từ Mỹ. Thế nên là bằng cách nào đấy chính phủ cũng thao túng được, và hiện nay ARM đã quyết định là cũng ngừng hoạt động hợp tác với cả Huawei. Thì Huawei bây giờ sẽ rất khó khăn trong việc mà tự sản xuất ra một con chip dành riêng cho mình. Nhưng mà ngoài ra thì vẫn có một cái thông tin mà nó chiều hướng vui hơn là bắt đầu là Huawei đã có thể tìm đến những cái nhà phát triển về phần mềm kiểu app ủng khác ngoài Google Play. Đấy là theo anh biết mới đọc được một thông tin đấy là Aptoide. Aptoide mình cũng không biết chính xác nó là một công ty như thế nào, bởi vì mình thực sự là phải nói là chưa có dịp để mà tìm hiểu nhiều về nó. Về cơ bản thì Aptoide nó cũng chỉ tương tự như Google Play, có nghĩa là em sẽ được phép đăng cái phần mềm mà em viết lên và mọi người sẽ chia sẻ nhau và sử dụng nó, đơn thuần là như thế thôi. Nó có một con số khá là ấn tượng đối với một cái app mà phải nói là không quá phổ biến, đấy là 900.000 app và gần 200 triệu người sử dụng. Vậy nên là một con số mà khá đáng để Huawei phải quan tâm để có thể đưa lên một sự lựa chọn thay cho CS Play. Vậy nên rằng là cùng với một cái tin buồn khi mà ARM đã chấm dứt thì lại có một tin vui là bắt đầu Huawei đã có những kế hoạch để đối phó với việc này. Nhưng mà dù gì thì gì, hy vọng rằng là cái việc mà chấm dứt này không xảy ra, đúng không? Và vừa rồi là một vài ý kiến của anh em mình về phía Mỹ đến với Huawei, ăn rau muống nói chuyện quốc tế đấy nhỉ. Vâng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và các bạn nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Và bây giờ thì xin chào và lại nhỉ. Còn các bạn có những cái suy nghĩ gì về cái vấn đề này, cũng như là các bạn có tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn cho Huawei hay không, thì cũng comment ở phía dưới cho bọn mình cùng biết nhá. Chúng ta có thể cùng thảo luận nhau mà, bởi vì đơn thuần đây là ý kiến cá nhân thôi. Còn nó không có một cái gì là nó là chính xác cả. Vậy nên là nếu mà anh em ném đá thì cũng nhẹ tay một chút nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.